Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy hành chân như chăng? Hành Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ trăng, bạch thế tôn có phải đại bồ tát ấy hành bốn niệm trụ trăng, hành bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo trăng, bạch thế tôn có phải đại bồ tát ấy hành thánh đế khổ trăng, hành thánh đế tập diệt đạo trăng. Bạch Thế Tôn có phải đại Bồ Tát ấy hành bốn tịnh lượng chăng? Bạch Thế Tôn có phải đại Bồ Tát ấy hành bốn vô lượng chăng? Bạch Thế Tôn có phải đại Bồ Tát ấy hành bốn định vô sắc chăng? Bạch Thế Tôn có phải đại Bồ Tát ấy hành tám giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy hành tám thắng xứ chăng? Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy hành chín định thứ đại chăng? Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy hành mười biến xứ chăng? Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy hành pháp môn giải thoát không chăng? Hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chăng? Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy hành năm loại mắt chăng? Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy hành sáu phép thần thông chăng? Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy hành pháp môn tam ma địa chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành Pháp Môn Đà La Ni chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành Mười Lực Phật chăng? Hành Bốn Điều Không Sợ, Bốn Sự Hiểu Biết Thông Suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, Mười Tám Pháp Phật Bất Cộng chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành Trí Nhất Thiết chăng? Hành Trí Đạo Tướng, Trí Nhất Thiết Tướng chăng? Phật dạy, này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành sắc chẳng hành thọ tưởng hành thức